Xin chào. Mình biết bạn đấy. Một năm trước thì mình cũng giống bạn, mình không biết sản phẩm này là gì. Bởi vì một năm trước thì làm gì đã có sản phẩm này, đúng không? Ok, hôm nay mình muốn nói tới ở đây, đó chính là sản phẩm Xiaomi Mi CC9. Hay nếu mà đọc lai tây một tí là CC9. Đó, CC9. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn sản phẩm này. Nó là gì, tại sao nó có tên là Mi CC9 và nó hướng tới những đối tượng phân khúc nào nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi xăm soi qua chiếc hộp này. Ngay từ mặt bề mặt hộp của thì các bạn đã thấy là chiếc hộp này có được trang trí rất nhiều màu sắc. Đó, đây là hai chữ C lồng với nhau. Rất nhiều màu sắc ở trên mặt hộp. Và đây là tên của máy. Ở bên cạnh này cũng chỉ có tên của máy mà thôi. Bên đây thì cũng vậy. Và đằng dưới này thì là một vài thông số. Và tất nhiên là toàn là một chiếc Trung Quốc mà mình sẽ không hiểu gì cả. Ở đây thì mình đã rạch siêu rồi và chúng ta sẽ mở hộp luôn. Ok, chiếc máy thì đang nằm trên cùng. Mình sẽ tạm thời lấy chiếc máy ra một bên. Ở bên dưới này thì sẽ có ngay một chiếc hộp giấy khác. Đấy, các bạn có thể thấy không? Một chiếc hộp rất là nhiều màu sắc, cho thấy đối tượng mà Xiaomi nhắm tới dành cho sản phẩm này đó chính là các bạn trẻ. Trong này thì chúng ta sẽ có que chập SIM là một này, và một ốp lưng bằng nhựa. Đấy, khá là dẻo. Và ở bên dưới này thì chỉ có củ sạc và dây cáp. Và tất nhiên là cáp Type-C rồi, không có micro USB ở đây. Và củ sạc này thì là củ sạc nhanh, nhưng mà mình thấy ở đây nó là củ sạc nhanh 15W mà thôi. Trong khi đấy thì chiếc máy này hỗ trợ đến 18W. Vì vậy là nếu các bạn muốn sạc nhanh hơn thì các bạn có thể mua củ sạc khác. Và đây chính là chiếc Xiaomi Mi CC9 chúng ta. Và sản phẩm này thì được định hướng là phân khúc tầm trung mà thôi, bởi vì là những cấu hình mà nó sở hữu đều là thuộc phân khúc tầm trung. Và đầu tiên mình rất ấn tượng với chiếc máy này đó chính là thiết kế mặt lưng của nó. Nó được tạo hình, tạo màu một cách là rất là sáng, bóng bẩy. Và nó có những cái vân phản sáng ở đây. Các bạn có thể thấy khi mà nghiêng ánh sáng mặt trời đó, nó sẽ rất rõ. Và cục camera này thì cũng là khá lớn và rất là nổi bật. Ở mặt trước thì chắc chắn rồi, đó là một màn hình 6.39 inch và nó có độ phân giải là Full HD+. Và màn hình này thì có độ sáng rất là cao, mình ngồi ở ánh sáng ngoài trời như thế này, tuy nhiên thì mình nhìn thấy rất là rõ. Viền màn hình thì cũng không phải là quá dày, nó cũng rất là mỏng thôi. Và ở phân khúc tầm trung thì làm được điều này đã là rất tốt rồi. Ở trên màn hình này thì cũng có một giọt nước ở đây để chứa camera selfie đó. Và giải loa thoại thì ở phía trên. Ở cạnh dưới thì là cổng USB Type-C và hai loa ngoài. Tuy nhiên thì sẽ chỉ có một loa bên phải là loa thật mà thôi, bên kia là loa giả. Ở trên đỉnh này thì may mắn là vẫn còn cổng 3.5. Đó, đây là cổng hồng ngoại. Và bên cạnh trái này thì là khai SIM. Bên cạnh phải thì là phím âm lượng, phím nguồn. Đó, rất là đơn giản. Và điểm trừ duy nhất mình thấy trong thiết kế của chiếc máy này đó chính là cái phần giữa của khung máy và màn hình thì nó vẫn có một cái giải nhựa đen. Đấy, thường thấy của những chiếc máy tầm trung của Xiaomi. Và đây là một điểm mình không thích, nó làm cho chiếc máy kém sang. Tổng thể thì mình vẫn thấy đây là một chiếc máy đẹp và nó gần như là rất nổi bật trong phân khúc khoảng 6 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi nói về camera, thì camera là một thứ rất là đáng nói ở đây. Hệ thống camera này thì gồm 3 ống kính. Và ống kính đầu tiên thì có cảm biến 48MP, giữa là cảm biến 8MP để chụp góc siêu rộng, và cuối cùng là cảm biến 5MP để chụp ảnh xóa phông. Cái cấu hình này thì nó khá là khác so với Mi 9. Mi 9 thì chúng ta sẽ có một camera thường này, một camera góc siêu rộng và một camera tele. Còn ở đây thì chúng ta sẽ bỏ thay thế camera tele đó bằng camera xóa phông. Tuy nhiên, camera được Xiaomi nhắc tới nhiều nhất thì lại là camera trước của máy. Camera trước của máy thì có độ phân giải 32MP. Và tất nhiên, Xiaomi cũng trang bị cho chiếc CC9 này rất nhiều tính năng, bởi vì Xiaomi đã hợp tác với Meitu, một hãng làm phần mềm làm đẹp rất là nổi tiếng. Khi mà mở vào camera trước thì nó sẽ có một cái đường giải viền chạy ánh sáng. Đó các bạn, mình mở lại này. Đó, một giải ánh sáng chạy quanh cái giọt nước như vậy, rất là đẹp. Và vào đây thì mình sẽ mở ngay phần portrait. Portrait là phần nổi bật nhất của chiếc máy này. Ở bên phải này chúng ta sẽ có ngay cái phần chỉnh mức độ làm đẹp. Đó, và dưới này là bộ lọc màu. Thường thì mình sẽ không sử dụng những cái bộ lọc màu có sẵn trên những chiếc máy điện thoại. Đó, tuy nhiên thì những bộ lọc màu của Xiaomi Mi CC9 lại được tinh chỉnh bởi Meitu, một cái hãng mà có khá nhiều cái app làm đẹp mà mình rất là tin tưởng dùng. Đây các bạn nhìn thấy nhiều bộ lọc màu rất là đẹp luôn. Và các bạn hầu như là không phải tải những cái bộ lọc màu trên mạng về làm gì cả. Đây, ví dụ mình rất thích cái bộ lọc màu này. Ở giữa thì là cái thanh điều chỉnh khẩu độ. Các bạn có thể nhìn thấy lớn nhất là F1 và nhỏ nhất là F16.
các bạn nhìn bạn quay phim này nhá, nó sẽ thay đổi này, F16 này đó, và khi mình chỉnh xuống F1.6 đây, bạn quay phim đã bị mờ đi đó, bạn nhìn thấy không? Cái phần portrait này đó là nằm bên trái đó, nó sẽ giả lập cái ánh sáng. Ở đây mình sẽ thử một tấm nhá. Đó, các bạn chụp mở ảnh ra này, nó sẽ xử lý một chút đó, toàn bộ phông nền sẽ bị xóa hết. Tuy nhiên thì bạn quay phim này bạn đứng hơi sát mình nên là nó không xóa được hết. Ở đây mình sẽ có một vài bức ảnh mình đã chụp trước đấy rồi. Đây ví dụ như cái này đó, nó sẽ thay cái phông nền này là thành một cái như kiểu một bức tường và có một ánh sáng chiếu xuyên qua cực kỳ là nghệ thuật luôn đó. Ngoài cái kiểu như vậy ra thì bạn có rất nhiều cái kiểu khác, ví dụ rainbow này, mình sẽ chụp thử một cái rainbow cho các bạn xem nhé. Đó, bấm vào xử lý tiếp. Đó, nó sẽ ra ui như kiểu ba sàn nhỉ. Đấy, cũng nói chung là các bạn phải tìm hiểu cái này rất là hay và rất nhiều cái để áp dụng đó, movie đấy, rất nhiều cái. Và cái cuối cùng mà mình muốn nói đến đây đó chính là tính năng Memoji được Xiaomi nhắc tới rất nhiều và mọi người cũng tranh cãi rất là nhiều là nó có giống Memoji của Apple không. Đó, Memoji thì chúng ta rất đơn giản thôi, mở lên thêm một khuôn mặt mới, chụp mặt mình vào đây đó, nó sẽ tự tạo ra một cái khuôn mặt giống các bạn nhất. Và nếu các bạn thấy chưa đẹp chẳng hạn thì các bạn có thể ấn chỉnh sửa đó, rất nhiều. Các bạn có thể bóp mặt rồi nâng mũi rồi làm màu mắt các thứ, rồi tóc. Ở đây có cả phụ kiện nữa này, mũ này đó, rất nhiều đó. Và mình thấy cái này giống rồi thì mình sẽ để đây, nó sẽ chỉ nhận diện được một khuôn mặt thôi nhá. Đó, khi mình nói này, cái mồm nó sẽ điều chỉnh theo này, nhắm mắt này, nháy mắt một mắt này đấy, nó điều chỉnh rất là chính xác luôn. Đó, nghe lưỡi à, đó đây là lưỡi sang phải, đang sang phải sang trái đều được hết. Tuy nhiên thì cái đầu này nó hơi to và mình muốn nó nhỏ hơn một chút thì nó sẽ thật hơn đó. Và để so sánh thì mình ở đây thì mình sẽ có một chiếc iPhone X cũng có cái tính năng Memoji tương tự như vậy. Đây, sẽ thử nhé. Ok, để mặt lợn cũng được đấy, đây đó. Mình thẻ lưỡi ra nhá, các bạn để ý này. Đó, thì iPhone cũng có thẻ lưỡi nhưng mà khi mình thẻ lưỡi sang phải sang trái này. Đó, iPhone thì không thể tái hiện được cái đấy. Và khi mình lắc đầu này, thì mình thấy iPhone nó có độ mượt mà hơn bởi vì nó có một cụm camera riêng để làm cho việc này và nó theo dõi chuyển động rất là tốt. Còn cái này thì nó hơi giật giật một chút. Tuy nhiên thì điều đấy các bạn cũng rất khó nhận ra. Và mình thấy cái tính năng Memoji trên chiếc Xiaomi Mi 9 này có thể áp dụng ở trong nhiều trường hợp hơn, bởi vì nó nằm ngay trong phần camera và các bạn chụp hình quay phim thì đều có thể áp dụng được. Còn đối với iPhone thì nó chỉ có trong phần iMessage mà thôi. Chính vì thế nên là những cái tin nhắn các bạn gửi cho bạn bè thì mới sử dụng được cái này, còn ngoài những cái ứng dụng khác thì các bạn không thể áp dụng được. Và đó là điểm khiến mình thích chiếc Xiaomi Mi 9 này hơn với tính năng Memoji chứ không phải là Memoji của Apple, mặc dù thì hai tính năng này cũng na ná nhau đấy. Và đó là phần camera. Còn đối với phần hiệu năng thì chiếc máy này được trang bị cấu hình tầm trung, đó là một con chip xử lý Snapdragon 710, mức RAM là 6GB và bộ nhớ trong là 64GB. Cấu hình này thì trong những khoảng hơn một ngày sử dụng thì mình thấy là nó khá là mượt mà và không có tác vụ nào bị giật lag cả. Tuy nhiên thì mình vẫn còn phải kiểm chứng nhiều đối với cái con chip này, mặc dù vẫn còn phải kiểm chứng rất là nhiều đối với chiếc máy này ở những cái tựa game nặng. Tuy nhiên thì mình khá tin tưởng đối với con chip Snapdragon 710 bởi vì dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là một con chip khá là mạnh mẽ trong phân khúc tầm trung và cấu hình này là hoàn toàn hợp lý đối với phân khúc mức giá khoảng 6 triệu đồng. Mức pin của chiếc máy này là vào khoảng 4030mAh và nó có sạc nhanh 18W như mình đã nói. Vì vậy là thời lượng sử dụng của chiếc máy này thì không phải bàn cãi nhiều. Tổng kết lại thì Xiaomi Mi 9 là một sản phẩm cực kỳ đáng giá trong phân khúc khoảng 6 triệu đồng. Nó có một thiết kế đẹp với mặt lưng nổi bật, tạo hình rất là ấn tượng, một màn hình tốt, độ sáng cao, góc nhìn rộng và cực kỳ là nịnh mắt. Thêm vào đó là camera nổi bật với rất nhiều tính năng, đặc biệt là camera trước, bạn sẽ có được rất nhiều cái bộ lọc màu, rồi giả lập ánh sáng, rồi có tính năng Memoji rất là mới mẻ. Một thời lượng pin ổn và một cấu hình cũng khá là tốt trong tầm giá.
không có quá nhiều điều để có thể chê trách được chiếc máy này và mình cực kỳ thích Xiaomi Mi C9. Xin cảm ơn cửa hàng Thala Mobile đã cho bọn mình mượn sản phẩm này để có thể gửi tới bài trên tay cho các bạn. Nếu các bạn muốn so sánh sản phẩm này với bất kỳ sản phẩm nào hoặc là muốn làm những bài test gì với Xiaomi Mi C9 để rõ hơn về chiếc máy này thì các bạn hãy comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời hết và sẽ thực hiện những cái video đó. Mình là Hải Xuân Nhân và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.